Xin chào, hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ chút kinh nghiệm về vấn đề cai thuốc lá của mình. Mình cũng từng là người hút thuốc kinh niên như bao nhiêu người khác. Nhiều người thân trong gia đình cứ khuyên mình nên bỏ thuốc đi, hút thuốc không có lợi gì hết, lỡ một ngày nào đó phát bệnh thì hối hận cả đời. Mà mình thì cứ lơ đi những lời khuyên đó, nghĩ đến chuyện mà bỏ thuốc, cai thuốc đó, là một điều gì đó cực kỳ khó khăn. Mình nghĩ hút thuốc từ xưa tới giờ đâu có thấy bệnh tật gì đâu, thôi thì cứ hút tiếp tục. Biết thì biết vậy, tác hại của thuốc lá nó ghê gớm lắm. Thuốc lá nó có cái ma lực làm sao đâu á, nó làm cho mình muốn bỏ thuốc mà mình không cách nào mình bỏ được, mình cứ hút hoài hút mãi vậy đó. Đang hút thuốc ngon lành mà nói mà bỏ thuốc ngang là không cách nào mà bỏ được, trừ khi có cái sự hỗ trợ nào đó. Mình cũng có theo dõi một cái trang cai thuốc lá Thanh Nghị ở trên Facebook á, mình thấy xuất hiện nhan nhản hàng ngày mấy cái tin bệnh tật mà có liên quan đến thuốc lá đó. Từ đó mình mới thay đổi lại cách suy nghĩ của mình, rồi mình mới vô mình tìm hiểu vấn đề mà cai thuốc lá xem như thế nào, rồi mình mới quyết định mình điện vô cái số điện thoại của Trang Thanh Nghị. Số điện thoại đây, rồi mình còn giữ cái kẹt đây, số là 0976 830 787. Số này đây, khi điện vô thì gặp nhân viên họ tư vấn cũng kỹ lưỡng, chu đáo lắm, rồi mình mới đặt mua sản phẩm về cai thử cái xem sao. Không ngờ là nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị là sản phẩm hỗ trợ tích cực, từ đó là mình cai được. Phải chi mà mình biết được sớm cái trang cai thuốc lá Thanh Nghị này thì đỡ biết mấy. Thật ra biết thì mình cũng biết lâu rồi, tại mình cứ lơ đi, mình không chịu quan tâm đó. Cứ thấy tin tức mà bệnh tật mình thấy mình sợ quá, mình bỏ qua, mình không có nó vô mình đọc, mình tìm hiểu. Nếu mà chịu khó vô mà tìm hiểu kỹ thì cách suy nghĩ mình nó thay đổi lại, rồi từ đó mình mới đưa ra được cái quyết định là có nên cai thuốc hay không, hay là tiếp tục hút. Thì đó là như vậy. Thì đó là cái chút chia sẻ về kinh nghiệm cai thuốc lá của mình. Ai có nhu cầu muốn mua sản phẩm về cai thuốc lá đó, thì cứ điện trực tiếp vô đường dây nóng của Trang Thanh Nghị. Số điện thoại là 0976 830 787. Số này đây. Video đến đây kết thúc. Xin chào.